Tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 vừa tổ chức gặp mặt đại biểu chức sắc các tôn giáo đầu Xuân Giáp Thìn 2024. Và qua đó, củng cố sự gắn bó giữa lực lượng vũ trang quân khu và đồng bào tôn giáo trên địa bàn, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 khẳng định, thông qua thực hiện các chương trình, phối hợp hoạt động của Quân khu 7 với các tổ chức tôn giáo, ban ngành địa phương đã giúp xây dựng nhân rộng nhiều mô hình sáng tạo hiệu quả, tuyên truyền và thực hiện tốt các nghị quyết pháp luật về công tác dân tộc tôn giáo. Dịp này, Hòa Thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An cho biết, đồng bào Phật tử tỉnh nhà đã phối hợp với lực lượng vũ trang, xây dựng nông thôn mới, chốt dân quân, điểm dân cư biên giới. Hòa Thượng cũng khẳng định, thời gian tới sẽ tiếp tục đồng hành với Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và chính quyền xây dựng đất nước giàu đẹp, an vui.